Sóng âm trúng tiếp. Vào luôn anh em ạ, khổng lồ hóa luôn. Làm chậm liên tục đến từ khổng lồ hóa, hộ thể vào đánh tay liên tục, làm chậm liên tục. Lập lang có mạng của Ezreal, tôi không hiểu lý do tại sao, nhưng sóng âm vội cước vào để Faker đang đi đơm. Sup bên kia mất máu hơi nhiều, sóng âm AD nào. Sóng âm AD nào, AD. Độc đàm với chúng tôi này, một tiếng ủi e quá trễ đến từ Ragaz. Faker bị trụ bắn hơi nhiều, hộ thể ngược vào trụ bị trụ bắn tiếp rồi. Lulu là người thanh trụ hóa cốc một người sau đi ra và máu mất đi là tương đối nhiều. Sóng âm đến double kill. Âm ti có dư chấn và trụ bắn có phải là không đủ đàm. Thôi bỏ ba rồi, thôi. Bô là bằng mớm mạng. Phiu. Ok. Rồi xem quản lý xin TikTok này nhá. Cận độ 1 nâng đấp bắt đầu lát hit các kiểu nhá. Lập lang này cận độ 1 nâng đấp nhưng mà không thấy mất máu Faker ạ. Thấy con lập lang mất máu nhiều hơn thì phải anh em. Có thể đánh tay đẩy đường liên tục này. Uầy. Tính ra đẩy ngang lập lang luôn đấy anh em ạ. Hộ thể để né đánh tay, lập lăng đánh tay, đứt lên đánh tay, sốc điện các kiểu đi không? Sốc điện rồi đi chứ không thấy đam đâu luôn ạ. Oh. Lập lăng zero đam hả các bạn? Oh. Đi tí đam nhìn cho nó lực đi bạn. Oh. Đánh một hồi thấy Faker mất máu ít hơn cả lập lăng anh em ạ. Nó có đẩy đường nhanh hơn đấy chứ. Oh. Đường trên set đẩy quay rất to vào người Ibiago ạ. Hộ thể lên đánh tay trả một đòn, kích sốc điện lên đến từ lập lang, sát thương cũng là tương đối nhưng Faker còn hồi phục. Giờ cấp độ 3 rồi nâng cái gì đây? Hai đớp hay hai e anh em ạ. Lee Sin nâng Lee Sin Faker đi mid là nâng McQueen á. Ô bạn ơi, cái gì kìa bạn ơi. Ô kìa Summit ơi. Thôi bỏ mẹ rồi, không ăn được cái mạng này của con Viego con là đi rồi. Không lên 3 kịp ạ. Ồ Summit còn một con lính lên 3 ạ. Một con lính lên 3, ok, chơi luôn. Chơi luôn bạn ơi. Làm choáng nó còn cái đớp. Một pha đứt trong lúc bị làm choáng đến từ vị trí của Summit, TP lên, Faker TP lên từ lập lang mọi người đang gặp nguy hiểm, đó là vị trí của âm ti, sóng âm xịt rồi. Một pha dồn sát thương vào người của âm ti lấy mạng trước, sau đó tốc biến lên dồn sát thương, Faker yếu máu tốc biến đánh tay một đòn mạng tiếp theo cho các thành viên team 2, 3-0 rồi. Oh man, thế thì bán thôi anh em. Ôi cái gì đây, tốc biến lên là gì đây, dịch chuyển học lên. Lulu có mạng, một cú quỳ sát thương là không đủ đấy, từ vị trí của Ragaz đánh tay ủi cái bụng vào một phát, một đổi một đứng dưới, hai sức ăn hai mạng AD ạ. Oh. gãy xét xử lý tốt quá, đang lúc bị làm choáng bởi cái e ở con Sejuani nó đấm cái đứt luôn. Vừa trả đam lại vừa tạo đống giáp không bị sốc chết trong lúc bị stun. 3v3 đường trên mất 3 cái flash của cả ba. Uầy. Dễ chưa, xong thú trưởng đấm phát chết luôn. Lại cái ông BJ đó, game trước đánh con Seth, game này đánh con Viego. Bịnh hết rồi. Xong âm vội cước rồi trở lại bị xích lại, lần này lập lang có đam rồi. Lập lang đã có phong ấn cộng với một cái sách cũ anh em ạ, có đam rồi anh em ạ. Faker thì Faker xách ra cái giày thường anh em ạ, chẳng có tí đan gì cả. Sóng âm ăn xe từ xa. Chắc là ăn được con Mercedes. Ủa, phải mất máu nhiều vậy bro. Lát hit. Hit một con, mít hai con, mít một con. Cái đống vừa rồi mít một con anh em ạ. Ui, máu kìa. Này phải kháng phép thôi anh em ạ. Đang có ăn lính bị cấu rỉa khó chịu quá. Bấm bình lên rồi, bình đầu tiên đã dùng rồi. Hai đớp rồi anh em ơi. Hai quy hai đớp rồi. Hai đớp cũng chịu không nổi rồi. Hai đớp cũng thở oxy anh em ạ. Ui, nó cấu rỉa khó chịu quá anh em ơi. Tôi thấy đứt nó hơi dày nhưng mà vẫn vào máu cả. Thôi. Ok. Thế bất nào lại đánh con mắt lên 6 ạ. Nhìn sợ quá anh em ơi. Xin ra lang thang ở khu cánh này đi qua tầm nhìn của Faker rồi. Faker chưa về à? Faker vẫn chưa về à? Vẫn đang farm hơn cả lập lang đấy nhưng mà... lập lang đứt xịt đâu? Tệ vậy. Mất cái e để ăn con lính rồi nha. Ui, xích chúng là con Shinzao nó thông chết đấy nha. Thôi, Shinzao nó thông chết rồi anh em ơi.
dướn đợt lính và sau đó thì bị xích chết bởi vị trí của lập làng của Xin Rào. Cánh trên chúng ta có một tiếng 1 đổi 1 diễn ra giữa Summit và Viego. Một pha băng trụ lỗ mãng đến từ vị trí của Summit chăng? Maybe. Đấm cái đấm. Không ra rồi. Xác định luôn pha đấy mà còn Sejoni mà két cái mạng đấy là đi luôn cái game đấy. Thôi không. Dũng sĩ diệt lợn. Bà mẹ Xin Rào khỏe quá, nó thông con Xin Rào này muốn ná thở luôn. Cảm ơn chân Việt ạ. Hạt ghề quá hai người. Ô cái gì đây, đeo đây thu thuế bạn ơi. Đi ngang qua đây thu thuế các nhẹ bạn ơi, nộ lòng cước, vô hỏi cước. Ô trừng phạt vào con cua hồi báo nhiều. Ồ, hộ thể vẫn xích lại được và đó là tiếng phong lôi thường và xích không được kích hoạt. Ê. Nó còn quả smite cua chí quá. Thôi đi cái đường này có mắt đấy nhưng mà đứng lại phá luôn hả? Đứng lại phá mất cái hạt thông nổ rồi kìa. Thôi nó xích trúng rồi. Thôi thấy nghi rồi. Lại hộ thể vào không có gì để né cái xích rồi. Sát thương này không đủ thì phải. Đâu có định quay xe rồi. Một tình huống không còn bola băng nữa đến từ MT. Và bây giờ mà quy xuống không biết ganh kiểu gì luôn đấy. Ô khi qua thế thì lấy gì CC đâu. Ồ, có CC, có kiến sức anh em ạ. Ok. Mạng được nhờ cho Dokdam là hợp lý rồi. À nhầm, sẽ Ezreal là hợp lý rồi, Dokdam còn heal nữa, không hiểu heal làm gì luôn ạ. Ồ. Ôi, hình như lập lăng bất đất thì phải anh em ơi. Rồi, nộ lông cước còn, Faker TikTok biến KS nhưng không được. Xin ra bị dính nộ lông cước nhưng mà không có góc để sóng âm ạ. Hộ thể vào, mạng tiếp theo cho team Faker, nó là mạng cho Faker đứng trên. Có solo kill, ui. Set của Summit lại đai trụ ẩu rồi, diễn viên rồi, ô lật kèo rồi anh em ơi. Thôi, có tôi nghe cái mùi lật kèo rồi anh em ạ. Vừa mid là 22 tháng, bây giờ trên top lại thêm cái mạng này nữa. Ba mạng trên toàn bản đồ ạ. Ô. Đứng dưới ánh trăng dẫn lối. Không đủ sát thương. Ôi, dưới đất lính là coi chừng nha. Lộ vị trí mất rồi, còn Ragaz có đồ cặp mắt rồi anh em ạ. Mất hai lớp giáp trụ đường giữa rồi. Ui, sóng âm trúng vào lính ạ. Vội cướp vào chơi luôn. Đi xin được có một EE không đau lắm. Mỗi cái sóng âm to đam nhất ông sóng âm vào lính rồi đâu nữa. Ô, sóng âm trúng người rồi này, vào luôn anh em ạ, đá luôn. Dám giật lại không? Cánh trên có đai trụ rồi. Cái gì vào quạt quạt cái gì đâu. Xin ra vào quạt quạt cái gì đấy. Viego đánh nguyên vòng đường xoay canh trụ ạ. Chúa tể muốn cột rồi anh em. Ô, lại quay lại làm gì đây? Thôi bỏ. Con lờ lăng lên đây xác định nó mất lính ở mít rồi. Mà tốt mất cả lính lẫn máu. Tương đối nhiều máu trụ luôn ạ. Nhà cái lãnh thổ xương đen ra hit XP không? Đúng rồi, con lợn lên là được rồi. Mít con lập đang đi một cú này, mất nguyên lớp giáp trụ ở giữa, mất nguyên hai quay luôn á. Bộ là bằng chuẩn xác rồi, sát thương vào đến từ Viego mà không kịp chiêu cuối, không kịp đúp thì đúng hơn. Chiêu cuối thì chưa kịp hồi ạ. Lập lăng chạy sang bên phía bên kia với cú đúp đi rất xa rồi. Đi rất xa, một tiếng quả cam thất bại, không được cánh trên, đường dưới có một tiếng thùng rượu đổ. Khổng lồ hóa của Lulu còn mà chắc là đi về được. Mary mất máu nhiều quá không? Chơi gia đình trên top anh em ạ. Thích chơi game gia đình trên top nhưng mà
không nổi. Chưa ăn được cái trụ thì đã chết rồi. Mất luôn ba đứa ra trụ ở mid. Mất quá trời quay con lập lăng này luôn. Thua CS kìa. Wow. Đánh hoa soi sáng di chuyển xuống áp lực rồng của bộ đồ đường dưới này nên nhận ra vấn đề là con Lee Sin đang bắt đầu ram mình xuống cánh dưới với cái nộ lòng cướp. Tốc biến còn heal sớm, rất sớm là khác đấy từ vị trí Henry có TP. Oh, TP A đây. TP của lập lăng à, không TP summit anh em ạ. Faker vào hộ thể bố bố một hồi thì nộ lòng cướp dính ánh trăng dẫn lối hay không đây không. Lập lăng để ép cái tốc biến à, không đó thì cũng ép cái dịch chuyển vào học mà thôi. Set của summit đi vào bị trụ ít hơi nhiều, dính sóng âm ạ, vội cướp không? Không. Có tương đối nhiều công cụ để có thể ngắt vòi cước, đặc biệt là cái E của Ragaz anh em ạ. Quyết định không vòi cước là quyết định sáng suốt, nhưng bây giờ vòi cước thì được. Khi mà Sejua đi đã xuống thì Summit lại chết rồi. Hoài ông TP xuống dưới ông chết rồi. Ừ, phải nổi ạ. Sóng ngâm trúng tiếp. Vào luôn anh em ạ, khổng lồ hóa luôn. Làm chậm liên tục đến từ khổng lồ hóa, hộ thể vào đánh tay liên tục, làm chậm liên tục. Lập làng có mạng của Henry, tôi không hiểu lý do tại sao, nhưng sóng ngâm vòi cước vào đến Faker đang đi đơm. Sup bên kia mất máu hơi nhiều, sóng ngâm AD nào. Sóng ngâm AD nào, AD, 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 AD. Độc đà với chúng tôi để một tiếng ủi e quá trễ đến từ Ragaz. Faker bị trụ bắn hơi nhiều, hô thể ngược vào trụ bị trụ bắn tiếp rồi. Lulu đã được người tanh trụ hóa cóc một người sau đi ra và máu mất đi là tương đối nhiều. Sóng ngâm đến double kill. Âm ti có dư chấn và trụ bắn có phải là không đủ đàm. Thôi bỏ ba rồi, thôi 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 thôi. Bô là bằng mớm mạng. Piu. À! Oh, ok ok. Chưa vào đam vội cơ ông đã hô thể ra rồi, múa hơi nhiều. Múa hơi nhiều, hơi chóng mặt. Không sao nhá, vẫn ăn mạng là ngon rồi nhá. Phải đấy còn Ragaz nó sống thì tấu hài luôn. Cánh trên thì có set TP đi xong mất 3 đã 2 lớp giáp trụ trên top, tí nữa thì mất lớp giáp trụ thứ 3 luôn rồi. Đi rất xa rồi. Thôi thế xin kéo thôi anh em. Comeback cực mạnh rồi anh em ạ. Hơn 1000 tiền là nó luôn rồi. Sri tam hợp rồi, uài, Sri tam hợp meta mới à. Seju thì lên ô ô cái gì đây, cái gì đây. Té. Tầm này set nó có thần thoại, con Diego này còn chưa có búa gì rồi anh em ạ. Ô xích thế mà chúng ạ. Ô ép đi đứng đánh tay trả đa với tam hợp là rất đau, dịch chuyển khóc lên đấm luôn vị trí của đồ, đánh nhầm cái bóng rồi. À man, nay cắt hành đồng hơi sớm anh em thông cảm nhé. Không có xe kìa, âm tí kìa, con xe kìa. Mất con chim to vào tay của vị trí Ragaz. Bây giờ tình huống 4v2. Khổng lồ hóa cộng với nộ long cước đều còn nhưng mà không vào được. Ngang tiền mất luôn trụ mít rồi. Oh. Thôi té nha, té nha. Vào luôn khổng lồ hóa vào luôn, chơi luôn. À, kiềm chế thật sự ạ. Những người mà sóng âm chúng mấy pha như đấy mà không vào là hơi bị kiềm chế đấy anh em. Mất dọc đầu rồi, bỏ thôi. Seju ra làm gì đây, ông cướp được nổi ông ơi. Cướp luôn, cướp chứ dàn mướp luôn. Rồi lấy gì lên đây, khỏi lên. Xuống rồi làm gì phải lên anh em. Lên, lên làm gì nữa. Mất cái bộ là băng rồi nha. Bộ xanh, bộ xanh, bộ xanh bro, bộ xanh bro. Bộ xanh bro. Cày, 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 cày. Ông trừng phạt rồng lấy gì trừng phạt một lưu nữa. Ôi cái đánh nhau chấp máu nhiều vậy. Summit nó có búa diều rồi mà, đấm sát thương chuẩn các kiểu luôn, chọc quy liên tục. Viego nhả ra một nhịp chọc cái quy nữa, flat đứt. Ôi đứt flat đâu. Ồ vẫn đủ đam kìa. Ôi ảo thế. Summit đi về được à, không đi về được, bị làm choáng, bị nộ lông cước dính sáu gâm rồi. Faker không dám vội cước, xin ra còn bán nguyệt thương như vừa hết, vẫn vội cước à, nhà vẫn phòng nội thương các kiểu đâm cực kỳ rát. Tốc biến chạy được tầm tì. Bây giờ thì Faker quay lại với cú sóng âm. Sóng âm trúng đô là những cái đô gặp nguy hiểm đấy anh em. Lee Sin 5 quy rồi. Đánh nhau đứng giữa không ai chết cả, đứng dưới thùng rượu đổ vừa rồi cũng không có tác dụng gì nhiều cả. Đốc Đam đang chỉ có một con AF 032. Ồ. Ồ ồ ồ. Xin giao. Nó lại ông luôn đấm người đá, ông đấm trượt. Đứt người đá trượt, không có tầm nhìn để e, mất bà cái flash, mất luôn cái bùa đỏ đấy. Mất luôn cái bùa đỏ vì con Seju nó qua nó đơm vào đầu đấy. Dũng sĩ diệt lợi với chúng tôi. Đứng giữa Faker sóng âm xịt rồi. Bộ là bằng sẵn sàng đấy từ vị trí của MT. Có chàng trai ném bộ la sóng âm trúng rồi, rất ngược trở lại từ đầu. Faker đang tanh trụ đấm cái bóng của Lập Lăng. Trụ trước người sau, một tiếng lái đấm rất hay đấy từ MT. Cuối cùng thì cũng có mạng rồi. Mất luôn cái trụ mít của đồ cả. Đây solo solo chiêu cuối còn đến từ vị trí của
Viego. Clear way, clear way, clear way. Chơi luôn, chơi luôn. Set có cái gì để chơi, set có cái gì để chơi ở đây, set có cái gì để chơi ở đây. Solo kill dành cho đứng trên của Faker. Đứng giữa là như nào đây nhở? Cái quả xin dao của Galaxy Shirt là sao nhở? Ô, Baited boy, Baited boy. Wow. Sống sót với một chấm máu ạ, được. Cánh dưới sao SV mất máu nhiều vậy ông? Ragaz ủi e và khổng lồ hóa đâu không? Khổng lồ hóa chưa hồi kịp tốc biến chạy bị lính đam. Sát thương là chưa đủ tên lính, cứu cứu cứu. Con lính nhỏ đánh nốt đi ông. Bên phía bên kia Viego TP xuống lấy mạng của Ragaz, sau đó là một tiếng ủi e qua, đâm luôn cả vị trí đốc đam trụ ăn được, nhưng mà sau đó thì bỏ lại hai mạng ở đây. Cánh trên cũng chết hết cả hai. Ồ, chết hết cả năm luôn đấy anh em ạ. Đô cũng chỉ vì vừa kịp gọi là hồi sinh lại, Faker được cầm 2k tiền. Viego cũng đi một chuyến rất là dài, cầm hơn 2k. Henry được cầm 1k mấy. Quả TP đến từ Summit để có thể defend cái trụ bot, nhưng mà chỉ để clear way mà thôi. Viego chưa về nhà mua đồ đã TP xuống anh em ạ. Giàu thật sự. Ô, chơi luôn à? Chấp chiêu cuối à? Không cần chiêu cuối, bên kia không có chiêu cuối luôn anh em ạ. Hút máu rác thế. Uài, trao đổi chiêu thức gì đây? Trao đổi kiểu gì, một thằng trắng cây, một thằng không mất máu nào thế kia. Thôi thôi thôi, té. Uài, con lập lăng giờ quy không qua cái đếp của Lee Sin luôn ạ. Lee Sin đếp ảo vậy. Ô, làm sao, bổ câu làm sao đấy. Xong ngâm vào đầu cho bây giờ. Ôi. Giờ quy không vào máu con Lee Sin anh em ạ. Giờ quy không vào nổi bốn cái đấp này luôn á. Đấp lên nhìn nản chưa kìa. Bây giờ dám đấp lên đâu. Tập đang giờ xích e thôi, sao không dám đấp lên rồi đam anh em ạ. Giật. À, sóng ngâm chuẩn xác. Tông biến theo vô cước vào luôn. Đầu tư thật sự. Phản công, một pha phản công nhưng mà vẫn còn nộ long cước đấy nha. Còn khổng lồ hóa luôn nha. Tông biến áp chế, Lulu né nhẹ cái hủy diệt đấu trường, nộ long cước sát tường, sau đó công rút lui, Lulu là người ở lại rồi. Kéo 5 thằng lên, chết một đứa, rồi nó báo thủ được hai đứa là ngon rồi. Cánh dưới chắc chắn là mất trụ rồi anh em ạ. Đừng giữa là Ezreal đẩy thẳng vào chúng hai luôn đâu. Free luôn rồi. Bên này chẳng có Baron để mà ăn nữa. Giết được con Lulu thôi anh em ạ. 1 đổi 1. Không phải quá lỗ. Ồ, chơi luôn ạ. Máu chiến và Ezreal bắt đầu di chuyển vào. Pha làm choáng đưa ra vội cước vào. Hấp huyết đến từ Faker, mất máu là hơi nhiều. Đang úp mặt vào tường bị thùng dương đầu đẩy ngược trở ra. Hồi máu đang thắng lên và Faker tí nữa thì sống rồi kìa. Vẫn kịp dứt điểm được Faker trước khi lên bảng đến từ đông đam. Và lập lang bây giờ hồi sinh ra, TP ra thì tiệc đã tàn rồi. 21-11 rồi, hơn 10 mạng, hơn 3k tiền rồi. Phải đấy mà hồi đắc thắng kịp là nhiều khi ngon đấy anh em ạ. Quả Viego sẽ đang nghìn tiền ạ. Vãi nổi. Solo rồng luôn kìa. Kéo 3 chấm luôn à. My brother. À, mình còn set, mình còn lưu support solo kill ạ. Solo kill cho Faker thì dễ hiểu, nhưng mà con Lulu solo lập lăng là hơi ảo đấy nhá. Faker có mạng thứ 7. Solo thu support thật đấy, anh em cũng không hiểu đấy. Ồ, cái gì đây, úp sọt gì đây. Úp sọt. Bye bye. Chơi mày luôn, mày mẹ cái gì ở đây. Bộ là bằng tốc biến phản xạ khá nhanh đến từ đốc đam, thùng rượu nổ giải tán đám đông nhưng vẫn bị chết. Thậm chí tốc biến luôn ạ, tốc biến cái gì không biết nữa. Một tiếng hóa cóc hộ thể lên gặp cái sóng âm xem nào. Đang mè, sóng âm chuẩn xác, vô hình cước vào, nỏ tử thủ không đủ để giúp cho đốc đam sống sót. Người tiếp theo sẽ là Xin Rào. Heal lên để làm gì đó, sau đó thì MMGG, 20 phút. Ba chấm luôn.
Nice sir, 17k đam anh em ạ.